Xin chào, tôi là Andy Amir. Tôi có một lời chúc thật nhiều những điều hạnh phúc và lời chúc sinh nhật vui vẻ đến Diện Trần, giáo sư Bố Châu, cô Đình Hương Thảo. Bạn đã thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi là một diễn giả, giáo viên, người truyền cảm hứng tại Việt Nam. Tôi đã đi du lịch đến rất nhiều quốc gia, 244 buổi diễn thuyết. Đôi lúc cơ thể tôi rất mệt mỏi, đôi lúc cổ tôi bị đau, đôi lúc mũi tôi rất tệ. Nhưng thật may mắn, xử lý của tôi, Su Di Dung, đã học Diện Trần và cô ấy đã chữa lành cho tôi. Tôi đã từng bị gãy xương, đau cơ, đau nhức, viêm họng đã biến mất bởi vì có Diện Trần. Tôi rất yêu và cảm ơn mọi người. Tôi hy vọng tất cả mọi người cũng có thể biết đến phương pháp này. Chúc mừng sinh nhật, tạm biệt.